Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và đương nhiên cái tin tức mà nhiều người đang chờ đợi nhất đó chính là liên quan tới lãi suất của Fed các bạn. Và nó sẽ có vào lúc 11 giờ trưa ngày mai tại Cali các bạn có nghĩa là vào lúc 1 giờ khuya hôm nay ở Việt Nam nhưng mà trước hết á, thì uh, có hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn các bạn cũng đã thấy đây đã là cái video 2000 rồi các bạn một con số rất là ấn tượng nhưng mà thật ra đó khi mà các bạn lên uh, trên YouTube của Thuận Capital đó thì các bạn thấy được là kênh này đã có hơn 2.700 video các bạn chứ không phải là chỉ 2.000 video đâu và kênh này đã, đã có rất rất lâu rồi các bạn vào khoảng chừng là 7 năm trước và mới đầu đó thì thuận làm content tiếng Anh nhưng mà các bạn ủng hộ rất là nhiều cho nên cuối cùng là kênh này đã trở thành một cái kênh cung cấp thông tin tiếng Việt và một lần nữa Thuận rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh biết bao nhiêu năm qua và chúng ta đã đi một khoảng đường rất là dài rồi có thể nói là biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong vòng 7 năm qua nhưng mà thôi mà các bạn đã cùng nhau có thể nói là trưởng thành trong thị trường này Thuận từ một người mà không có biết nói tiếng Việt rằng các bạn những video đầu tiên thì rất là mắc cười cho đến bây giờ đã Thuận cảm thấy mình cũng đã nói tiếng Việt đỡ hơn rất là nhiều rồi một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và chúng ta đã đạt được một cái móc rất là ấn tượng các bạn. Video số 2000 và con số video thực tế trên kênh đã qua khỏi 2700 video một khoảng đường đầy ấn tượng. Điều thứ nhì đây tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là sau video này đó thì trong hai tuần tới thì các bạn sẽ không có thấy uh, webcam của Thuận, uh, các bạn chỉ thấy màn hình giảm thanh mà thôi. Thuận mình tiếp tục chia sẻ video hàng ngày. Chỉ là các bạn sẽ không có thấy khuôn mặt của Thuận. Tại sao đó thì đó sẽ là một cái bí mật của internet các bạn. Nhưng mà đừng lo Thuận sẽ trở lại sau hai tuần và các bạn sẽ một lần nữa thấy mặt của Thuận trên video đó là cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin lớn trong ngày hôm nay như đề thượng vừa nói với các bạn đó chúng ta đang chờ đợi cái tin tức lớn nhất đó chính là tin tức liên quan tới lãi suất từ fed và thường cũng đã nói khá là nhiều trong vòng khoảng chừng là ba video vừa qua rồi thật ra đó hôm nay thường cũng không muốn lặp lại quá nhiều nhưng mà chúng ta trước hết đó, hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường chứng khoán ra sao các bạn thì chúng ta thấy là chỉ số Nasdaq hôm nay đó thì tăng nhẹ các bạn 0.2% đây là chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó chúng ta có chỉ số S&P 500 đó, thì không thay đổi cũng như là Dow Jones các bạn nói chung đó là lên xuống không đáng kể pre-market thì bây giờ đó thì xanh nhẹ với chỉ số Nasdaq Futures thì tăng 0.18% chỉ số S&P Futures thì tăng 0.12% và Dow Futures thì tăng phần nhập cũng tương tự các bạn 0.14% còn về hợp đồng của dầu ngày hôm nay đó thì mức là 70 đô 84 cent thì cũng không có gì đáng kể đâu các bạn chúng ta nói tới vàng đó thì các bạn thấy hợp đồng vàng ngày hôm nay đã xuống dưới 2.600 đô các bạn thì bây giờ là 2.500 99 đô cho một ounce vàng và còn về spot thì các bạn thấy được là giá vàng spot ngày hôm nay là 2.573 đô cho một ounce vàng. Crypto đó thì nó khác một chút các bạn Cho dù chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán hôm nay không có gì động tỉnh Và chỉ số Nasdaq đó thì chỉ xanh nhẹ mà thôi Nhưng mà chúng ta cũng thấy Bitcoin đó một lần nữa là hơn 60.000 đô các bạn Hôm nay đã có lúc lên tới là 61.300 đô Trước khi mà hồi về 60.260 Và chúng ta nhìn thấy được là cả thị crypto nói chung là một màu xanh hiện bây giờ Và chúng ta nhìn vào vốn hóa đó thì vốn hóa trong vòng 24 giờ qua đã tăng gần 2% các bạn Một lần nữa chúng ta lại tiến gần tới 2,2 nghìn tỷ nhưng mà Thùng muốn nhắc lại đó, ngày mai là cái ngày mà chúng ta sẽ có cái quyết định lãi suất của Fed và cái thời gian đó là vào lúc 11 giờ trưa giờ Cali, còn ở Việt Nam đó sẽ là lúc 1 giờ khuya ngày hôm nay tại Việt Nam các bạn. Và chúng ta sẽ thấy giá sẽ tiếp tục dao động, đã bắt đầu dao động từ chủ nhật tới bây giờ rồi và sẽ tiếp tục dao động sau khi mà có công bố lãi suất. Các bạn cũng đã chứng kiến cái sự dao động hôm qua tới bây giờ và nó chỉ mới bắt đầu thôi sẽ tiếp tục dao động ngày mai nữa các bạn. Nói chung là sau khi mà Fed công bố lãi suất chúng ta phải chờ ít nhất là 24 giờ. Một ngày trôi qua chúng ta mới thực sự biết được thị trường nghĩ sao về những gì được chia sẻ bởi Fed và chúng ta cũng thấy là khảo sát của CNBC đó thì cho thấy là Fed ngày mai đó khả năng là chỉ giảm có 0.25% mà thôi với kỳ vọng là hạ cánh mềm. Khảo sát cho thấy là 84% trong số 27 người được hỏi, bao gồm các nhà kinh tế học, nhà quản lý quỹ và chiến lược gia dự đoán là Fed sẽ giảm lãi suất 0.25%, trong khi chỉ có 16% nghĩ là Fed sẽ giảm 0.5% mà thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là 27 người mà được hỏi bởi CNBC đó thì 74% nghĩ là chúng ta sẽ có hạ cánh mềm, có nghĩa là sẽ không có suy thoái tài chính khi mà Fed giảm lãi suất và chúng ta sẽ không có thất nghiệp tăng cao nhưng mà con số này đó lại hoàn toàn ngược lại với lại chỉ số uh, futures các bạn. Semi futures đã uh, in refresh some content hình bây giờ ra sao? Các bạn nhìn thấy được là semi futures đang nghiêng về phần lớn là Fed, sẽ giảm lãi suất là 0.5% với 65% là nghiêng về cái mức đó các bạn, chỉ có 35% là nghiêng về Fed giảm lãi suất là 0.25% mà thôi. Cho nên uh, cái khảo sát của CME thì hoàn toàn ngược lại, có nghĩa là chúng ta tiếp tục nhìn thấy là thị trường nó có một cái sự chia rẽ giữa những nhà đầu tư họ nghĩ ngày mai đó, Fed sẽ có quyết định gì các bạn. Và chúng ta cũng đã thấy là JP Morgan thì dự đoán là Fed sẽ cắt giảm lãi suất là 0.5% và JP Morgan đương nhiên đây là cái ngân hàng phục vụ người dân lớn nhất của Hoa Kỳ. Họ nghĩ là Fed ngày mai nó sẽ giảm 0.5% nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn thấy được là Jamie Diamond uh, nghĩa là CEO của ngân hàng Chase thì lại không dám chắc chắn các bạn nói là ngày mai Fed sẽ cắt giảm đâu đó là từ 0.25 tới 0.5%. <laughs> có nghĩa là không ai thật sự biết ngày mai sẽ ra sao đâu các bạn thị trường bây giờ đang rất là chia rẽ về ngày mai đó sẽ có những quyết định như thế nào và chúng ta cũng nhìn thấy cộng đồng của thùng khác video đó cũng đã tổ chức những cái cuộc bỏ phiếu các bạn chúng ta chỉ lấy cái kết quả ở trên telegram làm đại diện đi tại vì đây là cái kết quả mà có nhiều bạn bỏ phiếu nhất là gần 3.000 bạn thì chúng ta nhìn thấy được là Phần lớn đó các bạn nghĩ là ngày mai Fed sẽ giảm lãi suất là 0.25%, 44% của các bạn nghĩ như vậy. 35% nghĩ là ngày mai Fed giảm lãi suất là 0.5%. Nói chung hai 2% này đã cũng không phải là trên lệch nhiều lắm đâu. Và chúng ta thấy được là 8% nghĩ là Fed sẽ giảm lên tới là 0.75%, còn 12% còn lại nghĩ là sẽ không giảm. Đó là kết quả của cuộc bỏ phiếu của cộng đồng của Thuận Capital. Thuận nghĩ sao các bạn? Thì một điều mà các bạn cũng đã có thể thấy được là trong vòng 2 năm qua đó cây chỉ số semi futures rất là chính xác các bạn. À, chúng ta cũng chưa từng thấy chỉ số này bị lệch lần nào. Và hiện bây giờ đó thì chỉ số semi futures nghiêng về là Fed sẽ giảm 0.5% thì à, Thuận cũng hy vọng là ngày mai Fed giảm 0.5%. Tại vì sao các bạn? Tại vì à, chúng ta thấy tình hình bây giờ đó thực ra cũng không có phải là tốt lắm đối với Thuận. Thuận thích thấy phần lớn mọi người nghiêng về là 0.25% hơn tại vì uh, chúng ta thấy là khả năng cực kỳ cao là Fed sẽ giảm lãi suất ngày mai các bạn nếu ngày mai mà Fed không giảm lãi suất đó thì đó là chuyện khác nữa nó sẽ cực kỳ căng nhưng mà chúng ta không có lý do gì nghĩ là ngày mai sẽ không có giảm lãi suất trong khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu được chia sẻ bởi chủ tịch John Powell cũng như những quan chức của Fed đều hướng về là Fed sẽ giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm ngày mai một cái uh, sự kiện rất là trọng đại các bạn nhưng mà bây giờ chúng ta đã thấy là phần lớn mọi người là nghiêng về là 0.5%. Nếu như ngày mai đó châu dù là Fed giảm lãi suất nhưng mà chỉ giảm có 0.25% đó thì cũng khá là căng cho thị trường. Tại vì phần lớn mọi người đó dựa theo CME là nghiêng về giảm 0.5. Nhưng mà cho dù ngày mai Fed giảm 0.5 đó cũng chưa chắc là chúng ta sẽ thấy thị trường có sự tăng trưởng. Rất là khó nói các bạn tại vì tôi đã từng chia sẻ Fed đợi tới thời điểm bây giờ thì sẽ có hai cái luồng tư tưởng các bạn và nó đang tồn tại bây giờ cho dù ngày mai Fed làm gì nữa đó thì cũng rất là khó đoán thị trường sản ứng như thế nào. Tại vì nếu như giảm 0 20 đó một lần nữa thì những người mà họ nghĩ là sẽ có hạ cánh mềm họ sẽ cảm thấy là an tâm hơn ok ít nhất cũng đã bắt đầu giảm giảm 0.25% nghĩ là mọi thứ vẫn còn ổn nhưng mà những người mà kỳ vọng giảm 0.5 đó thì lại không được vui các bạn tại vì họ nghĩ là giảm 0.25% sau khi là xuất giữ cái mức cao này một thời gian dài thì không thấm thiế gì cho thị trường hết và có thể dẫn đến suy thoái tài chính thì các bạn thấy được đó là sự tích cực và tiêu cực liên quan tới 0.25% còn về giảm 0.5% thì đương nhiên những người nào mà đã cảm thấy lạc quan khi mà Fed giảm lãi suất 0.25 họ lại càng lạc quan hơn khi mà Fed giảm 0.5 tại vì sẽ có sự ảnh hưởng lớn hơn cho thị trường. Nhưng mà ngược lại, những người mà lo sợ suy thoái đó họ lại nghĩ là Fed giảm nhanh 0.5% tại vì Fed cũng đang lo sợ suy thoái. Đó là cái hai luồng suy nghĩ các bạn đang tồn tại song song hiện bây giờ. Ngày mai cho dù là Fed có quyết định gì đi nữa đó thì phân nửa thị trường thường nghĩ cũng sẽ bị bất ngờ. Đó là điều mình không muốn chia sẻ đây với các bạn. Một cái đợt công bố lãi suất cực kỳ thú vị các bạn và đầy sôi động nhưng mà thuận đã từng chia sẻ đó cái điều quan trọng hơn ngoại trừ việc là Fed ra quyết định giảm bao nhiêu, điều quan trọng hơn là chúng ta muốn xem coi là chủ tịch John Powell sẽ nói gì trong buổi họp báo của bạn. Tại vì sau khi mà công bố lãi suất thì 30 phút sau họ sẽ có cái buổi họp báo và thường cũng sẽ tường trình với các bạn trên những mạng xã hội trực tiếp. Điều quan trọng chúng ta muốn nghe là chủ tịch John Powell tin nền kinh tế vẫn ổn. Thêm vào đó, ông ra dấu hiệu đây sẽ là một đợt cắt giảm lãi suất không phải là cắt một lần rồi chờ xem tình hình mà đây sẽ là bắt đầu của một chuỗi cắt giảm lãi suất liên tục đó là cái điều mà chúng ta muốn nghe ngày mai nếu như mà chúng ta không nghe được điều đó đó thì thị trường cũng sẽ không có tốt được các bạn và ngày mai cho dù giảm 0.5 hay là 0.25% chúng ta cũng không thể biết chắc chắn được phản ứng như thế nào cho nên chúng ta sẽ thấy giá cả nó sẽ lên xuống liên tục các bạn và đã lên xuống liên tục trong vòng hai ba ngày qua rồi tại vì chúng ta thấy là có người nghĩ như thế này, nghĩ như thế kia và sau khi mà Fed chia sẻ rồi đây thì cũng sẽ có người nghĩ này, người nghĩ kia. Chúng ta phải đợi 24 giờ sau đó thị trường nó mới ổn định lại chúng ta mới biết được. Thị trường nhìn chung đó là phần lớn mọi người nghĩ sao về những gì được chia sẻ bởi Fed. Nhưng mà nào mà giao dịch futures thì các bạn cũng nên cẩn thận tại vì tôi nghĩ là từ đây cho đến trong vòng 1 2 ngày tới đó sẽ cực kỳ dao động luôn. Nhưng mà điều quan trọng là về dài hạn thì như thế nào các bạn? Chúng ta nhìn thấy được đây là lịch sử của những cái đợt mà Fed bắt đầu các chạm lãi suất cái cột đầu tiên này đó chính là cái tháng các chạm lãi suất và cái năm. Cái cột kế tiếp đó là phần trăm giảm bao nhiêu. Kế đó nữa đó là có suy thoái hay không trong vòng 12 tháng. Và cái cột cuối cùng này đó chia làm ba các bạn đó chính là chỉ số chứng khoán S&P 500 như thế nào sau 3 tháng, 6 tháng hay là 12 tháng. Thì đương nhiên chúng ta chỉ có những thông tin này mà thôi. Tại vì các bạn thấy là Bitcoin đã chỉ mới ra đời có 15 năm nay. Cho nên không có những cái thông tin lịch sự nhưng mà chúng ta biết là những chỉ số như là S&P 500, Nasdaq và Dow Jones thì bình thường là đi cùng một xu hướng và gần đây chúng ta có cái sự tương hoàng giữa Bitcoin và Nasdaq cho nên đây cũng là một cái thông tin ít nhất cho chúng ta thấy tình hình như thế nào sau khi mà Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong những cái đợt trước đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là những đợt như này năm 1984, 87 89, 95 và 98. Những đợt này đó thì Fed cắt giảm lãi suất nhưng mà chúng ta lại không có suy thoái tài chính các bạn. Cho dù là cắt giảm 0.5 hay là 0.25% cho nên cái cột recession là no các bạn nghĩa là trong vòng 12 tháng không có suy thoái tài chính. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng của S&P 500 cũng rất là tốt các bạn. Nói chung là sau khi mà Fed cắt giảm lãi suất đó thì chúng ta thấy bắt đầu đó là thị trường tăng từ từ không phải là tăng liền các bạn tăng từ từ trong vòng 3 tháng đầu rồi tiếp tục tăng thêm 6 tháng sau đó rồi tiếp tục tăng thêm một năm sau đó các bạn và cái phần trăm tăng trưởng một năm sau đó là từ 14 cho tới 22% trong những cái đợt giảm lãi suất trước đây nhưng mà chúng ta đã thấy được là hai cái đợt gần đây nhất tôi sẽ không có tính cái đợt là tháng 7 năm 2019 đâu tại vì nhiều người đó thì cho là năm 2020 chúng ta có suy thoái tài chính nhưng mà trên căn bản đó là cái thời điểm dịch bệnh các bạn lúc đó đó chúng ta có GDP của Hoa Kỳ đã giảm hai quý liên tục rồi đã tăng mạnh trở lại có nghĩa là nếu như chúng ta tính đây là suy thoái tài chính thì đây là cái đợt suy thoái ngắn nhất lịch sử, chỉ tồn tại chỉ có 3 tháng mà thôi, rồi sau đó lại tăng mạnh trở lại. Cho nên chúng ta sẽ không có tính năm 2019, nó rất là khác biệt so với lại những cái đợt trước đó, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hai cái đợt suy thoái gần đây nhất, đó chính là vào năm 2001 các bạn, nghĩa là bong bóng com và năm 2007. Đó chính là vào thời điểm bong bóng tín dụng. Thì các bạn cũng nhìn thấy được là năm 2001 đó thì bắt đầu cắt giảm là phép cắt tới 1%. Chúng ta cứ nghĩ Bây giờ đã đang nói tới là các 0.25 hay là 0.5, chúng ta có một vài nghị sĩ đề nghị cắt tới 0.75. Chúng ta cũng đã thấy cái con số đó điên đồ cỡ nào. Trong khi mà năm 2001 đó, cắt một lần một thôi đã là 1% rồi các bạn. Và đã dẫn đến suy thoái tài chính. Sau đó 12 tháng các bạn, mà chúng ta nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 đó, 3 tháng đầu tiên giảm 18%. Rồi một năm sau khi cắt đó, thì giảm 12%. Vào năm 2007 đó, thì Fed cắt giảm lãi suất lần đầu tiên, lần đó là 0.5%. Cũng dẫn đến suy thoái tài chính. Rồi sau đó chúng ta thấy được là một năm sau, chỉ số S&P 500 giảm 18% đây là lý do tại sao một số người cho là fed cắt giảm lãi suất sao nó sẽ có suy thoái tài chính tại vì họ dựa vào hai cái đợt suy thoái gần đây nhất nhưng mà thường chia sẻ cái thông tin này với các bạn để các bạn có thể hình dung ra được không phải lúc nào fed cắt giảm lãi suất cũng dẫn đến suy thoái tài chính những cái đợt như là năm 84 bốn năm thì cắt giảm xong rồi các bạn thấy được là trong vòng một năm không có suy thoái tài chính chỉ là hai cái đợt gần đây nhất đó chính là năm hai một tới năm hai đó thì lại dẫn đến suy thoái tài chính mà thôi cho nên chúng ta rất khó biết được Fed đã chờ đến bây giờ mới bắt đầu nghĩ đến việc các bạn đã xuất ra thì chúng ta chỉ có thể là ngồi chờ xem coi là 6 tháng sau một năm sau tình hình như thế nào chúng ta khó để biết được còn riêng về Bitcoin thì sao các bạn? Chúng ta không có những cái thông tin chi tiết như vậy liên quan tới Bitcoin tại vì Bitcoin chỉ có 15 năm mà thôi. Trong khi ra những cái đợt này là rất là xa các bạn. Các bạn nhìn thấy được là năm 2007 đó thì lúc đó đợt các chạm lãi suất cũng đâu có Bitcoin đâu. Nhưng mà năm 2019 nếu các bạn tin đây cũng là một đợt suy thoái tài chính đó, thì các bạn cũng đã thấy là Bitcoin đã tăng mạnh sau khi mà Fed cắt giảm. Nhưng mà đó chỉ là một cái ví dụ mà thôi cũng không có đủ để nói được gì. Cho nên rất là khó nói Bitcoin sẽ có phản ứng như thế nào đây sẽ là cái lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta chứng kiến Fed giảm lãi suất sau một thời gian dài giữ lãi suất cao để xem coi là trong vòng 12 tháng tới đó Bitcoin sẽ có những phản ứng gì. Và các bạn cũng đã biết là nếu chúng ta tin vào chu kỳ 4 năm đó thì năm nay và năm sau vẫn là bull market và năm sau đó thì theo lịch sử sẽ là cái năm mà có sự tăng trưởng còn mạnh hơn nữa. Đó là nếu chúng ta nhìn vào cái chu kỳ lịch sử 4 năm của Bitcoin. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin nơi bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn giao dịch XM Đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay XM là nền tảng giao dịch tài chính nhiều năm và hiện đang phục vụ hơn 10 triệu khách hàng trên toàn thế giới với sự hỗ trợ của 30 loại ngôn ngữ và có mặt tại hơn 120 quốc gia XM không chỉ cung cấp các sản phẩm giao dịch như là Forex mà còn rất nhiều những cuộc thi cho traders và đối tác Hôm nay đây XM mang đến cơ hội dành cho các bạn là đối tác của XM. Cuộc thi đối tác xuất sắc nhất với tổng giải thưởng lên đến 25.000 đô. Nếu bạn là một IB thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cuộc thi dành cho tất cả các đối tác từ mới đến lâu năm. Dù bạn đã có kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu, bạn có thể cạnh tranh và phát triển trong hệ thống đối tác của XM. Quan trọng nhất là bạn sẽ có cơ hội để mà khẳng định mình, thử thách bản thân và nhận những phần thưởng xứng đáng. Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 11 với tổng giải thưởng lên đến 25.000 đô là một con số không hề nhỏ và đặc biệt hơn nữa là các phần thưởng được chia theo từng hạng mục khác nhau giúp ai cũng có cơ hội tỏa sáng nếu bạn đạt được thứ hạng trong cuộc thi này bạn có thể nhận được hạng vàng bạc đồng một chuyến đi đài loan chất lượng trị giá 1.200 đô hạng platinum vip một chiếc đồng hồ hublot đẳng cấp trị giá 5.000 đô và đây chính là cơ hội để bạn đưa bản thân lên tầm cao mới, trở thành đối tác hàng đầu của XM và tận dụng nền tảng mạnh mẽ của họ để phát triển sự nghiệp. Như người nào mà có thú đó có thể bấm vào cái đường link ở phần mô tả để tham gia ngay và đừng quên theo dõi cập nhật từ XM để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào. Và chúc các bạn may mắn, hẹn gặp lại trong bản vinh danh trong cuộc thi đối tác xuất sắc của XM. Và đây là thông điệp đến từ XM. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin đã bật trong video ngày hôm nay. Và chúng ta bây giờ đã nói tới suy thoái tài chính rất là nhiều. Và làm Thuận nhớ đến cái thời điểm suy thoái tài chính năm 2008 các bạn. Tại vì Thuận đã thật sự trải qua thời điểm này. Cái thời điểm năm 2000 đó, bóng bóng.com đó, thì lúc đó thuần vẫn còn đang đi học. Nhưng mà năm 2008 đó, thuần đã bắt đầu làm việc trong ngành tài chính rồi. Các bạn cũng nên nhớ là thuần chia sẻ thuần làm ở Carpinteria các bạn. Có nghĩa là ở gần Santa Barbara cho công ty đầu tư chứng khoán. Cho nên, nên thuần nhớ rất là rõ các bạn. Có thể nói là tháng 9, 16 năm trước khủng hoảng tài chính năm 2008 đã bắt đầu và các bạn có biết là trang đầu của tờ Wall Street Journal nói gì hay không? Các bạn thấy đây là trang đầu của cái tờ báo Wall Street Journal thì các bạn đã thấy là có ba cái biểu đồ. Thứ nhất là biểu đồ giá của Lehman Brothers các bạn đã giảm 94.4%. Chúng ta có biểu đồ của công ty đầu tư Merrill Lynch đã giảm 68.2% và EIG đã giảm 79.2% và đây là cái phần trăm giảm chỉ từ đầu năm 2008 tính tới thời điểm tháng 9 thôi các bạn có thể thấy được nó kinh khủng như thế nào khi mà mọi thứ nó bắt đầu sụp đổ. Và cái tờ Wall Street Journal đó ngày thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2008 đó có cái tựa đề là khủng hoảng phố Wall khi mà Lehman lung lay, Merrill bị bán, AIG tìm cách huy động tiền mặt và Fed sẽ mở rộng các dụng cụ cho vay nhằm bình ổn thị trường các động thái đánh dấu một cuối tuần đầy biến động cho tài chính Mỹ hệ thống tài chính Mỹ bị rung chuyển tận gốc vào ngày chủ nhật Lehman Brothers Holdings Inc đối mặt với viễn cảnh phá sản và Merrill Lynch Co đồng ý bán lại cho Ngân hàng Bank of America đó là cái tựa đề và cái phần mở đầu của cái bài viết The Wall Street Journal thì cho các bạn cũng có thể hình dung được khi mà khủng hoảng thực sự đến đó, thì chúng ta sẽ thấy cái tình hình nó như thế nào các bạn sẽ biết ngay lập tức chứ không phải là các bạn ngồi đây các bạn suy nghĩ là bây giờ có khủng hoảng hay là chưa khi mà khủng hoảng rồi đó các bạn sẽ biết ngay lập tức nó giống như là khi mà các bạn hỏi bác sĩ đó thì nhiều khi các bạn bị chặt tay hay gì đó các bạn lại nghĩ là không biết tay mình có bị gãy hay không hay là cái chân mình mình mới đụng mới đây không biết có bị gãy chân hay không thì bác sĩ thường hay nói gì các bạn bác sĩ nói là nếu như mà bạn đang suy nghĩ mình có phải bị gãy tay hay là gãy chân hay không nữa thì bạn không bị gãy tay hay là gãy chân tại vì người bị gãy tay gãy chân đó họ sẽ biết ngay lập tức và <laughs> họ không có thời gian để mà suy nghĩ điều đó đâu họ chạy thẳng tới bệnh viện thì cũng như là suy thoái tài chính khi mà các bạn ngồi đây các bạn suy nghĩ là có phải chúng ta đang suy thoái kinh tế, suy thoái tài chính hay là không thì điều đó vẫn chưa xảy ra các bạn tại vì khi mà nó xảy ra rồi thì nó xảy ra rất là nhanh và các bạn biết ngay lập tức như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Hiện nay đó thì ai cũng nói về khủng hoảng kinh tế và so sánh với năm 2008 nhưng mà vào năm 2008 đó thì lúc đó không ai nói về khủng hoảng tài chính các bạn cho đến khi nó ập đến như là một cái cơn sóng thần. Ngay bây giờ đó thực sự cái mà mọi người nói đến đó chính là những cái dấu hiệu ban đầu chúng ta vẫn chưa có gì gọi là xác nhận được hết các bạn và cái điều khó đó là khi mà chúng ta biết có suy thoái tài chính thì cũng đã quá trễ rồi và cái cách mà đo lường suy thoái tài chính truyền thống đó đó chính là chúng ta nhìn vào chỉ số GDP của Hoa Kỳ các bạn có nghĩa là cái uh, tổng sản lượng quốc nội nếu như mà GDP hai quý liên tục giảm thì coi như đó là suy thoái tài chính nhưng mà các bạn cũng đã biết một quý là 3 tháng cho nên nếu như mà chúng ta chờ hai quý thì đã là 6 tháng rồi lúc các bạn biết đã quá trễ cũng giống như là tình hình này các bạn khi mà mọi người biết đã quá trễ lúc đó Lehman Brothers cũng đã khai phá sản rồi nếu như mà chúng ta đối đầu với một cái suy thoái tài chính đợt này đó thì đối thuận là thuần nghĩ nó sẽ diễn ngay như thế này sau khi mà Fed giảm lãi suất đó thì giá cả lên xuống trong thời gian ngắn cái đó là chuyện đương nhiên là các bạn tại vì mọi người đang tính toán xem coi là giảm lãi suất đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế ít hay là nhiều và giá cả sẽ lung lay trong thời gian ngắn nhưng mà sau đó đó thì có thể là mọi thứ nó bình ổn trở lại rồi mọi thứ bắt đầu tăng lên mọi người lạc quan trở lại tháng 1, tháng 2, tháng 3 sau khi giảm lãi suất thì ngày càng tốt hơn các bạn mọi người ngày càng bullish hơn tới tháng 4, tháng 5 đó, thì mọi người sẽ rất là mau chóng quên đi những cái lo ngại về suy thoái tài chính cho dù là thuộc nói bao nhiêu lần sau khi mà Fed giảm lãi suất thì chúng ta phải đợi khoảng chừng là 6 tháng thậm chí là một năm như các bạn đã nhìn thấy cái thần dư chia sẻ mới đây để có thể biết chắc chắn được là có suy thoái hay là không. Nhưng mà những người đầu tư đó thì các bạn đã biết là trí nhớ rất là ngắn hạn. các bạn đã thấy là tâm lý trong thị trường rất là thay đổi nhanh chóng. Nhất là trong thị trường crypto các bạn có thể nói là trong vòng một ngày thôi đã hoàn toàn thay đổi tâm lý rồi. Chứ đừng có nói là chúng ta phải đợi tới 1, 2, 3 tháng. Có thể là họ đã hoàn toàn quên đi những gì mà họ lo lắng ngay bây giờ. Thì tôi nghĩ nếu như mà nó diễn ra như vậy đó thì tới tháng thứ tư thứ năm mọi người sẽ quên đi cái sự lo lắng về suy thoái tài chính nghĩ là mọi thứ đã ổn và âm một cái chúng ta sẽ có những cái sự kiện cực kỳ bất ngờ như là Lehman Brothers các bạn những sự kiện đó là gì đó thì không ai biết trước được đâu các bạn chỉ nên bị gọi là thiên nga đen một công ty nào đó chúng ta không có biết được mà đang gặp vấn đề lớn thì bây giờ đột ngột bị phá sản kéo theo hàng loạt những công ty bị phá sản theo các bạn cũng như là Lehman Brothers đừng nói tới là những người ở ngoài ngành thuần làm việc trong ngành tài chính ngay thời điểm đó mà thường còn không có biết rõ về Lehman Brothers các bạn. Đây là một cái tên cũng rất là xa lạ tại vì đó là một cái ngân hàng mà họ phục vụ những ngân hàng khác, họ không có phục vụ người dân. Cho nên rất ít người dân biết về Lehman Brothers nhưng mà ai ngờ đâu đây lại là là mấu chốt các bạn kéo theo toàn bộ cũng giống như chúng ta nói tới là Luna và UST các bạn khi mà sụp đổ đó thì kéo theo loạt công ty. Tại vì rất nhiều công ty đó họ lưu chữ UST có rất nhiều những quỹ đầu tư đó họ vay mượn để mà kiếm lời từ UST sụp đổ kéo theo loại công ty phá sản vào năm 2022. Thì nếu như mà có một suy thoái tài chính á, thường nghĩ nó sẽ diễn ra như vậy. Ít nhất trong thời gian vài tháng mọi thứ nó sẽ ngày càng tốt hơn. Rồi âm một cái, một sự kiện nào lớn xảy ra khiến cho chúng ta mới bỡ ngỡ và bất ngờ. Tại vì khi mà suy thoái diễn ra rồi thì mọi người mới nói là không ngờ nó lại là như vậy. Chứ không phải là lúc năm 2008 đó khi mà suy thoái diễn ra thì ai cũng nói là nhìn là biết rồi tình hình kinh tế đã quá tệ không phải đâu các bạn nó đến cực kỳ đột ngột luôn. Chúng ta phải chờ 6 tháng ít nhất để biết được có suy thoái hay là không. Chứ không ai có thể biết được. Tại vì bây giờ Fed đã chờ quá lâu rồi. Và về dài hạn hơn đó, đây là chúng ta nói tới là sau khi mà giảm lãi suất 12 tháng mà thôi. Nhưng mà về dài hạn hơn thì Fed có thể giảm lãi suất nhiều hay là ít. Chính sách tiền tệ có thể thả lỏng hay là siết chặt. Chính trị Hoa Kỳ có thể dưới quyền đảng này hay là đảng kia. Nhưng một sự thật đó là giá các tài sản sẽ tiếp tục leo thang. Trong khi lương đó thì không tăng mạnh bằng. Chỉ có chăm chỉ kiếm tiền, tiết kiệm và chú tâm đầu tư đó thì các bạn mới có thể đánh bài lạm phát mà thôi. Mà thường chia sẻ cái video này với các bạn một phút mà thôi. Đây là biểu đồ phần trăm tăng trưởng lương. Có nghĩa là chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh dương với lại cái phần trăm tăng trưởng giá thuê nhà. Để các bạn có thể hình dung được như các bạn thấy là bắt đầu từ năm 1985 rồi các bạn đã thấy ngay sau đó đó thì cái phần trăm tăng trưởng của chi phí mướn nhà tăng rất là nhanh các bạn trong khi mà lương nó thì không tăng bao nhiêu từ năm này qua năm nọ để thông cho các bạn thấy được là kết thúc đó nó sẽ như thế nào. Và đó là về dài hạn Cho nên các bạn thấy được là bây giờ chúng ta có thể lo lắng Là trong vòng 6 tháng một năm tới ra sao Thậm chí là 18 tháng tới như thế nào Đó là đối thuận vẫn là chúng ta nói tới là trong thời gian hạn Mà thôi khi bạn zoom ra dài hạn Thì cái quan trọng nhất đó chính là đồng đô la Tiếp tục mức giá các bạn Chính phủ tiếp tục chi tiêu nhiều Và chúng ta thấy được là tiền mất giá dẫn đến tài sản tăng giá Còn về có suy thoái hay không Thì đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi các bạn Tại vì suy thoái tài chính là một phần của chu kỳ kinh tế chúng ta có chu kỳ kinh tế tốt mở rộng chúng ta có cái thời điểm thu hẹp lại cho nên chúng ta thấy được là cũng giống như chúng ta có xuân hạ thu đông Về việc là có sư thái hay không đó, đó là chuyện hiển nhiên rồi các bạn Sớm mua gì cũng sẽ có mà thôi Đó là kết thúc để cho các bạn xem ở phần cuối Thì phần cuối này đây các bạn có thể nhìn thấy được là Từ năm 1985, lúc đó thùng một tuổi mà thôi tới bây giờ Thì cái chi phí mướn nhà đó đã tăng 160% các bạn 160% Trong khi mà chúng ta nhìn thấy được là lương đó, Thì từ năm 1985 tới bây giờ tăng đâu đó là khoảng ba mươi mấy phần trăm mà thôi có thể nói là nếu như mà các bạn không có kiếm thêm được nhiều tiền các bạn không có tiết kiệm và chú tâm đầu tư đó thì cái khoảng cách này rất là khó để mà bù lấp lại chúng ta bây giờ hãy chuyển tới nói tới một số thông tin khác đi thì hôm nay là một ngày mà có volume giao dịch lớn cho cổ phiếu của Michael gì các bạn và là cổ phiếu được giao dịch nhiều thứ chín với hơn 2 tỷ đô la giá trị giao dịch thì các bạn cũng biết chúng ta nói tới MicroStrategy rất là nhiều trên cái kênh này Tại vì đó là một công ty mà có chiến lược thu mua Bitcoin Nhưng mà trên căn bản càng ngày đó thì MicroStrategy càng trở thành một công ty mà nhiều người biết đến hơn các bạn và giao dịch rất nhiều ở trên thị trường chứng khoán các bạn nhìn thấy được là cái số lượng giao dịch này ngày hôm nay đó thì còn cao hơn cả Google, cao hơn cả Pantheon, cao hơn cả Adobe, cao hơn cả Oracle các bạn chỉ dưới công ty Amazon mà thôi. Có thể nhìn thấy được đây là một công ty mà chỉ chủ yếu là thu mua Bitcoin mà cũng thu hút được rất nhiều có sự quan tâm đến từ những nhà đầu tư phố war Chúng ta cũng có một công ty nữa là công ty Cathedra Bitcoin Incorporated. Đây là công ty Bitcoin có trụ sở tại Canada và họ đã cập nhật mục tiêu chính công ty của họ bây giờ chuyển qua là tích lũy Bitcoin cho các cổ đông. Các bạn nhìn thấy được đây là cái thông báo của họ lại thêm một công ty nữa theo bước chân của MicroStrategy. Thì tại sao? Tôi đã chia sẻ cái video cách đây 2 ngày các bạn về chiến lược tích lũy Bitcoin của MicroStrategy đó thực sự như thế nào, thực hư ra sao và tại sao dẫn đến giá cổ phiếu của MicroStrategy tăng mạnh trong những 4 năm qua. Chúng ta cũng có thông tin lạc quan, đó chính là thông tin liên quan tới ngân hàng lớn nhất của Singapore là ngân hàng DBS. Họ sẽ bắt đầu cung cấp giao dịch quyền chọn nghĩa là options cho Bitcoin và crypto. OTC cho khách hàng tổ chức vào quý 4 của năm nay và DBS là ngân hàng lớn đầu tiên của châu Á cung cấp các sản phẩm phái sinh cho Bitcoin các bạn nhìn thấy được là bây giờ ngoại trừ cung cấp sản phẩm spot ra thì ngày lại càng có nhiều tổ chức đầu tư họ hứng thú giao dịch và trading các sản phẩm phái sinh liên quan tới bitcoin thì về cái quan điểm là các bạn thích giao dịch spot hay là phái sinh hay là các bạn cảm thấy cái nào an toàn hơn các bạn cảm thấy cái nào phù hợp với mình hơn đó thì đó là quan điểm của mỗi một người nhưng mà cái mà thường muốn các bạn nhận ra được đó là một cái sản phẩm một cái tài sản như là bitcoin ngày lại càng có nhiều sản phẩm tài chính ở bên trên thì nó ngày càng vững mạnh các bạn, tại vì tất cả đó nó đều sẽ có cái sự liên quan với nhau có thể nói là bitcoin bây giờ đó có thể nằm ở trong cái ngân sách của nhiều công ty, bitcoin bây giờ đó nằm ở trong nhiều ví của chính phủ, bitcoin bây giờ là là phần của thị trường tài chính các bạn, có nhiều sản phẩm trên đó, chúng ta có sản phẩm futures, sản phẩm option cũng như là chúng ta có sản phẩm spot như là spot ETF, càng ngày đó gốc rễ càng sâu hơn, nó nằm trong nhiều quỹ đầu tư khác nhau, cho nên các bạn thấy được ngày bitcoin Càng rõ ràng là một tài sản mà đã xuất hiện và sẽ tiếp tục ở lại chứ sẽ không biến mất. Chúng ta cũng có thông tin đến từ tổ chức Human Rights Foundation các bạn, nghĩa là Quỹ Nhân quyền, họ đã trao vòng tài trợ mới nhất của quỹ phát triển Bitcoin của họ và phân phối đó 10 Bitcoin, nghĩa là khoảng chừng 590.000 cho 20 dự án toàn cầu. Và các khoản tài trợ này đã tập trung vào việc giáo dục về Bitcoin, tổ chức hội thảo, nỗ lực đào Bitcoin phi tập trung và cải thiện quyền riêng tư tài chính cho các tổ chức nhân quyền và những cái tổ chức ở châu Mỹ Latin, châu Á và châu Phi là những cái khu vực chính hưởng lợi từ nguồn tài trợ này. Các bạn đã thấy được là quỹ nhân quyền bây giờ đã cũng có một phần Bitcoin trong đó và họ dùng để mà tặng chi phí cho các dự án. Và Bitcoin đã là một cái phần gắn liền với là cái sự tự do. Nhưng mà không phải có nghĩ gì các bạn và đương nhiên một trong những người mà vẫn đang chống đối thị trường này đó chính là Gary Gensler thì dựa theo Fox Business News thì toàn bộ năm thành viên của ủy ban chứng khoán và giao dịch ở Hoa Kỳ như là SEC đang chuẩn bị ra điều trần trước ủy ban dịch vụ tài chính ở Hoa Kỳ vào ngày thứ ba tuần tới thì năm thành viên đó, nó sẽ bao gồm luôn cả chủ tịch Gary Gensler các bạn tại vì sẽ có bốn ủy viên và một chủ tịch thì đây sẽ là lần đầu tiên mà toàn bộ ủy ban không chỉ riêng là chủ tịch cùng ra điều trần kể từ năm 2019 và chủ tịch của SEC Gary Gensler sẽ ra điều trần một mình trước thượng viện vào ngày thứ tư tuần sau và đương nhiên tôi nghĩ là họ sẽ nói về Bitcoin crypto và mỗi lần mà Gary Gensler ra điều trần nên lại có nhiều phim hay các bạn thường sẽ cố gắng nghe ngóng xem coi có thông tin gì rồi chia sẻ lại với các bạn Chúng ta cũng thông tin đến từ Hiệp hội Tài chính ở Vương quốc Anh, các bạn nghĩa là UK Finance, cho biết là blockchain có thể hỗ trợ ngành tài chính nước này xử lý 14,5 nghìn tỷ đô la mỗi năm sau khi mà thử nghiệm thành công mạng lưới RLN. Đây là một cái sổ cái dựa trên blockchain cho CBDC và tài sản mã hóa. Dự án này đã được thúc đẩy bởi UK Finance và các cơ quan quản lý nhằm mục tiêu cải thiện hệ thống thanh toán và giao dịch tài chính thông qua công nghệ blockchain. Thì đây là một cái thông tin về cái mạng lưới phát hành tiền cửa số quốc gia CBDC thì đây không phải là mạng lưới mở các bạn. Cái mà thùng muốn chia sẻ với các bạn đó đó chính là CBDC là một cái khái niệm đã có nhiều năm rồi nhưng mà tới bây giờ đã vẫn là trong cái trạng thái thử nghiệm. Ngay cả Trung Quốc đó, họ đã thử nghiệm nhiều năm các bạn nhưng mà bây giờ đã chỉ kích hoạt ở những cái nơi nhỏ mà thôi và vẫn đang trong cái tình trạng thử nghiệm tại vì CBDC mà trong một cái hệ thống kín thì sẽ rất là khó để mà lan tỏa tại vì các bạn thấy hệ thống kín có nghĩa là những người trong hệ thống đó đó phải được KYC rồi cái ví đó đó là phải được cấp nó không phải là một hệ thống mở thì làm sao có thể giao dịch toàn cầu được các bạn không giống như là chúng ta sử dụng tiền mặt hiện bây giờ và không giống như chúng ta sử dụng ngân hàng hiện bây giờ hệ thống ngân hàng đó thì đã đã có cái hệ thống Swift các bạn có nghĩa là các bạn có thể gửi tiền xuyên quốc gia thông qua hệ thống đó để phần lớn những quốc gia đều trên đó ngoại trừ những quốc gia mà bị cấm vận mà thôi nhưng mà chúng ta có thể gửi tiền xuyên quốc gia được hiện bây giờ với đồng đô la đồng bảng anh vân vân nhưng mà ngược lại đó với những cái blockchain kính như là cbdc thì các bạn là một người giả sử như nước anh đi thì, thì các bạn nhập khẩu xuất khẩu các bạn là một công ty thì làm sao các bạn có thể thanh toán được khi mà các bạn giả sử như là phải lấy hàng từ Trung Quốc hay là lấy hàng từ Ấn Độ thì không lẽ các bạn nói là cái người bên kia đó, cái công ty đối tác các bạn phải tải cái ví này về rồi phải KYC với lại chính phủ của nước Anh để có thể có được cái ví đó rồi mà có thể à, di chuyển tiền được. Nó rất là khó khăn các bạn. Và sau khi mà người đó lấy tiền các bạn rồi thì làm sao họ có thể lấy tiền đó ra ngân hàng của họ được tại vì họ cũng có đối tác riêng của họ, họ không thể nào mà sử dụng CBDC của nước Anh được. Cho nên đây là một cái vấn đề rất là nan giải tới bây giờ đây chúng ta vẫn chưa có thấy một sự đột phá nào hết. Nhưng mà đối với thường thì nhiều người lại đánh giá quá thấp về cái hệ thống Fed nào, Fed nào là hệ thống mà Fed đã công bố vào năm nay. thì chúng ta cũng đã thấy là thường đó những cái quốc gia họ sẽ thử nghiệm trước hết họ có một cái token CBDC, rồi họ sẽ thử nghiệm di chuyển token đó qua lại như thế nào, xem coi cái nào mới hợp lý hơn. Nhưng mà ngược lại đó thì Fed lại tạo ra mạng lưới trước họ tạo ra một cái mạng lưới rồi sau đó đó họ xem cái mạng lưới nó hoạt động như thế nào và khi mạng lưới hoạt động trơn tru rồi đó họ chỉ cần phát hành token là có thể là di chuyển được trên mạng lưới đó khác với lại một số quốc gia họ phát hành token trước rồi họ mới bắt đầu là thiết kế mạng lưới như thế nào Fed làm ngược lại các bạn cho nên có thể là các bạn thấy là Trung Quốc hay là những quốc gia khác họ thử nghiệm nhiều hơn, tiến xa hơn về CBDC. Nhưng mà ngược lại đó thì nếu như mà Fed thành công như phép nào, họ chỉ cần tung ra một token mà thôi. Nhưng mà cái mà sẽ khiến cho họ khó tung ra token được đó chính là cái sự chống đối đến từ rất nhiều những tiểu bang tại vì họ không thích CBDC. Họ nghĩ đó là một cái công cụ để mà giám sát tài chính người dân. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới cái tình hình của cái dự án DeFi được ủng hộ bởi cựu thống Trump. Thì từ ngày hôm qua tới giờ đã sau khi mà có cái cuộc trò chuyện ở trên Spaces thì Thuận đã thấy có nhiều người gọi dự án DeFi được ủng hộ bởi Trump là hành động đáng xấu hổ, mạo hiểm tại vì ông đang ứng cử hiện bây giờ và chỉ còn không tới 2 tháng nữa đó là sẽ bỏ phiếu thì nếu như mà có chuyện gì xảy ra với dự án này đó là một cái hành động rất là mạo hiểm lừa đảo vân vân đây là những gì chúng ta biết về dự án DeFi của Trump The World Liberty Financial những như chúng ta biết đó, đã được công bố tên bây giờ là dự án này được xây dựng trên nền tảng DeFi của AV và tiêu nhằm, nhằm tạo điều kiện cho việc vay và cho vay phi tập trung sẽ có một cái token có tên là WLFI các bạn token WLFI này sẽ là một cái token quản trị không thể được chuyển nhượng. Điều này có nghĩa là những token này đã không thể được mua và bán và không có giá trị thị trường cũng như không thể mang lại lợi ích nào hết các bạn không thể nào stake để mà kiếm được tiền. Đây là một cái token chỉ chuyên về quản trị mà thôi có thể được dùng để mà biểu quyết trên mạng lưới nhưng không thể được bán hay là không có giá trị gì hết về tokenomics thì các bạn thấy được là 63% sẽ phân bổ cho đợt bán công khai sẽ có một cái đợt bán token đó chính là cái token WLFI này những token này sẽ được bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của SEC nghĩa là Accredited Investor các bạn thì đương nhiên họ phải theo quy định tại vì đây là một dự án ở Hoa Kỳ 17% cho phần thưởng người dùng những ai mà tham gia và sử dụng mạng lưới DeFi này và 20% dành cho đội ngũ phát triển. Có nghĩa là đây là cái tiền thưởng cho cái đội mà đã phát triển ra cái dự án DeFi này. Thì đội đó là gồm ai các bạn? Chúng ta nhìn thấy được là cái đội đó đó sẽ gồm Donald Trump là Chief Crypto Advocate. Có nghĩa là đây là cái người mà ủng hộ chính cho dự án này. Kế đó chúng ta có hai đứa con của Trump, Eric Trump và Donald Trump Jr. tham gia với vai trò là đại sứ Web3. Baron Trump, 18 tuổi các bạn, đứa con nhỏ nhất của Trump đó, thì người này sẽ được coi là DeFi Visionary của dự án, nghĩa là cái người mà tầm nhìn của cái dự án DeFi này. Và chúng ta có Zachary Folkman, đây là trưởng bộ phận điều hành và Chase Hero, là giám sát dữ liệu và chiến lược. Nói chung đó thì Jay Siro là một trong những người mà cũng có một số tai tiếng ở trên thị trường crypto các bạn. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến một số những cái comment tiêu cực về cái dự án này. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại với những gì chúng ta biết cho đến ngày hôm nay. Thì nếu như mà cái token WLFI này là một token quản trị không thể chuyển nhượng được thì tại sao mà người ta lại muốn mua các bạn? đội ngũ phát triển đó thì được lợi gì? Tại vì họ lấy token này, token này cũng không có giá trị và cũng không thể bán được thì họ được lợi gì? Đây có thể là điều khó hiểu nhất trong toàn bộ sự kiện này và sự thật đó thì chỉ người trong cuộc mới biết nhưng mà có một số giả thuyết có người cho rằng hiện bây giờ kết cấu token là như vậy để tránh phiền phức từ SEC một cái token không có giá trị và cũng không thể được mua bán thì SEC cũng không thể làm khó dự án này được nếu như mà Trump đắc cử đó thì sẽ có thể thay đổi nhân sự ở SEC để mà ủng hộ crypto và có những cái quy định tốt hơn và những người nắm giữ token có thể bỏ phiếu để mà chuyển đổi sang loại token thông thường để bán trên thị trường sau này. Đó là một cái cách suy nghĩ các bạn, một cái suy đoán mà thôi. Một giải thiết khác đó là nó tích cực hơn là họ tin rằng sau này đây sẽ là một cái hệ sinh thái DeFi mạnh có thể đem lại lợi nhuận nhiều và họ chỉ cần tham gia vào là có thể kiếm được lợi nhuận. Cho nên họ muốn giữ quyền biểu quyết trên hệ thống đây là hai cái giả thuyết được đưa ra. Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới. Và đây là như chúng ta đã biết cho đến ngày hôm nay sau khi mà Trump chia sẻ ở trên X Spaces. Thì tại sao mà cụ tổng thống Donald Trump đột ngột lại chuyển qua ủng hộ Bitcoin. Không những là gì các bạn ủng hộ cả thêm crypto. Bây giờ ra lại có cái dự án DeFi này. Thì dựa theo Trump đó, thì ông nói là một trong những cái Lý do là cái sự thúc đẩy đến từ những người con của ông và nhất là đứa con 18 tuổi Ben Trump và dựa theo Trump ngày qua đó thì ban Trump có tới 4 cái địa chỉ ví <laughs> không biết là Trump có hiểu rõ hết hay là không tại vì bốn địa chỉ ví đó thì cũng không nên hiểu lắm các bạn nhưng mà cái mà chúng ta có thể nhận ra được là cái sự thúc đẩy đến từ thị trường này đó là phần lớn đến từ người trẻ tuổi không phải nói là người lớn tuổi không có trong thị trường này các bạn họ cũng có và số lượng cũng không phải là ít nhưng mà cái số lượng nhiều nhất đó vẫn là những người trẻ tuổi trong thị trường này và nếu chúng ta nói tới cái sự chia rẽ về suy nghĩ liên quan đến crypto đó thì tôi nghĩ là một trong những yếu tố lớn nhất đó chính là tuổi tác chúng ta có thể thấy được là những cái nghị sĩ quốc hội đó thì phần lớn là tuổi rất là cao và chúng ta thấy là phần lớn những người mà ủng hộ crypto cho quốc hội đó là cái tuổi tác nó nhỏ hơn không phải ai cũng vậy các bạn nhưng mà chúng ta đang nói tới là cái tuổi trung bình nó sẽ nhỏ hơn là cái tuổi trung bình của những nghị sĩ trong quốc hội thì chúng ta cũng thấy được là một ngày nào đó thì những người Trẻ tuổi này họ cũng sẽ là những người mà nắm quyền nhiều hơn khi mà những người lớn tuổi đó họ về hưu hay là họ ra đi. Thế giới này đã là gì các bạn? Chúng ta cũng thấy là tại sao mà những ngân hàng họ lại xoay qua để mà ủng hộ Bitcoin Crypto bây giờ trong khi mà mấy năm qua họ chống đối không ngừng. Tại sao mà trong vòng khoảng chừng là 2-3 năm nay họ lại quay ngược lại và ủng hộ thị trường này? Đơn giản thôi tại vì họ biết là những người trẻ tuổi ủng hộ Bitcoin Crypto và những người trẻ tuổi đó sẽ trở thành những cái khách hàng quan trọng ngân hàng của họ sẽ phải phục vụ sau này nếu như mà không có phục vụ những người trẻ tuổi đó thì họ sẽ đi vào ngân hàng khác tại vì những cái khách hàng lớn tuổi hơn một ngày đó họ cũng sẽ ra đi mà thôi khách hàng tương lai của những ngân hàng này những cái tổ chức đầu tư của phố chính là những người trẻ tuổi bây giờ và những người trẻ tuổi đó thích cái gì đó mới là điều quan trọng các bạn và chúng ta cũng thấy được là những công ty cũng như vậy sẽ có những cái người lãnh đạo trẻ tuổi hơn từ từ họ sẽ có quyền lực hơn giữ chức vụ cao hơn và chúng ta cũng thấy là liên quan đến chính trị cũng sẽ là như vậy cho nên tôi mới có cái lòng tin crypto bitcoin chính là tương lai các bạn và nói tới những người mà không trẻ tuổi vẫn vâng ủng hộ đó chúng ta cũng có những người như là dân biểu thơm em thì trong cái clip này đó chúng ta cũng sẽ không cần phải nghe đâu các bạn nhưng mà nói chung đó thì thơm em chỉ được là các bạn nghĩ sao bây giờ này cũng được nhưng mà cái điều các bạn đã thấy đó là chúng ta có một cụ tổng thống và là người đang ra ứng cử bây giờ và có khả năng trở thành tổng thống kế tiếp. Không những là ủng hộ Bitcoin và Crypto mà còn có một cái dự án DeFi. Chúng ta đã tiến xa tới cỡ nào? Nếu như mà chúng ta trở lại cái tên 5 năm mà các bạn nói là sẽ có một cụ tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống có khả năng thắng trong đợt này ủng hộ thị trường Bitcoin và Crypto thì có thể nói là đó là điều mà nhiều người sẽ không có tin nhưng mà bây giờ đó là sự thật rồi các bạn và nói tới cụ thân ông Trump đó thì ông đã chia sẻ trên True Social là ông một lần nữa sẽ tiếp tục giảm thuế nhất là cho những người nào mà đi về hưu đó họ ăn lương hưu từ chính phủ ông muốn là giảm thuế cái phần lương hưu đó cho những cái người già về hưu thì thùng sẽ không nói đến là cái này là tốt hay xấu các bạn đương nhiên mỗi một ứng cử viên đều sẽ có cái chính sách thuế riêng chính sách kinh tế riêng chúng ta thấy được là chính sách của cụ Trump nó chủ yếu là giảm thuế còn về phó tổng thống Kamala Harris thì lại tăng thuế trong một số khu vực và chi tiêu đi khác nhau các bạn tại vì các bạn cũng thấy là cái gì quan trọng với lại Trump không hẳn là quan trọng với lại Harris cho nên hai người sẽ có chi tiêu khác nhau nhưng mà cái các bạn có thể thấy đó là cả hai bên cho dù các bạn nói tới là chi tiêu như thế nào hay là giảm thuế ra sao thì tất cả cũng cần dùng tiền mà chúng ta cũng đã biết là chính phủ của Hoa Kỳ đó thì đang có nợ công rất là nhiều nhiều ý trên thế giới các bạn cái số nợ công nó đã lên tới cái mức là 30.000 tỷ và không ngừng tăng trưởng thì lý do tại sao có nợ công lý do có nợ công là tại vì cái chi tiêu nhiều hơn là cái thuế thu vào mà nếu chúng ta nói tới là cho dù là ai thắng trong đợt bầu cử này đi nữa đó thì chi tiêu vẫn sẽ tăng lên cộng với là lại, lại giảm thuế nữa thì các bạn thấy làm sao có cái số tiền thì đắp vào lỗ hổng đó thì sẽ tiếp tục vay mượn các bạn và nếu như mà không có nhiều người đi mua công trái phiếu Hoa Kỳ tại vì họ từ từ Mất lòng tin với đồng đô la này sẽ dẫn đến là Fed lại phải in tiền tiếp tục nữa dẫn đến đồng đô la tiếp tục mất giá chúng ta thấy là tương lai nó cũng sẽ là như vậy không có gì thay đổi hết và tôi muốn chia sẻ thêm một thông tin nữa với các bạn trước khi mà chúng ta nói tới tình hình của ETF và kết thúc video này thì chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ và Tha các bạn thì và Tha Lực đã tuyên bố đó là sẽ không nhắc đến hoặc là ủng hộ bất kỳ mạng tầng hai nào của Ethereum và Tha Lực đương nhiên là người sáng lập ra Ethereum và và thầy có nói là sẽ không ủng hộ hay là nhắc tới mạng lưới tầng 2 nào nếu như mà nó chưa đạt được giai đoạn 1 vào cuối năm nay và cảm thấy là nhiều dự án tầng 2 chỉ phi tập trung trên danh nghĩa và được thiết kế để hút vốn ra khỏi hệ sinh thái của Ethereum thì trước hết ta chúng ta cần phải hiểu là bà Tha Lịch đang đề cập đến vấn đề gì. Thì những ngôn tầng 2 đó dựa theo bà Tha Lịch nó cần phải có cái thời gian để có thể thực sự đạt được cái sự phi tập trung. Tại vì mới ban đầu ta sẽ tập trung hơn nhưng mà càng phát triển đó thì càng phi tập trung và sẽ di chuyển từ giai đoạn 0 đến giai đoạn 2. Thì trong giai đoạn 1 là cái giai đoạn mà nếu nhà phát triển cố gắng rút tiền một cách gian lận mà không thuộc về họ hoặc là ngăn chặn các giao dịch rút tiền hợp pháp từ người dùng thì những cái giao dịch này sẽ thất bại trong cái điều kiện bình thường. Tuy nhiên trong giai đoạn một này đó nhà phát triển có thể vượt qua với một cuộc bỏ phiếu từ ít nhất là 6 trong tám thành viên của hội đồng bảo mật của mạng lưới. Lỗ hỏng này tồn tại để mà phòng ngừa trường hợp nhà phát triển phát hiện ra cái lỗi trong hệ thống như là nếu như mà có một cái lỗi nào đó rất là lớn như hệ thống đó thì những nhà phát triển cần phải có cách để mà di chuyển số tiền này cho dù không thuộc về họ qua một cái lập trình mới chứ nếu không nó có thể dẫn đến thiệt hại nặng và ngoài ra đó thì ít nhất 3 trong số 8 thành viên của hội đồng bảo mật phải đến từ bên ngoài nhóm phát triển điều này đã khiến việc nhóm phát triển tự mình vượt qua bỏ phiếu trở nên trên lý thuyết là không thể các bản nâng cấp mạng đã cũng phải được triển khai với thời gian trì hoãn tối thiểu là 7 ngày trừ khi chúng được hội đồng bảo mật phê duyệt thì đây là giai đoạn một các bạn nói chung nó án cũng có cái phần phi tập trung tại vì các bạn thấy được là chúng ta có những thành viên hội đồng bảo mật có thể di chuyển tiền không thuộc về họ được nhưng mà ít nhất đó chúng ta cũng thấy nó đã có những cái cơ chế để mà tránh những cái trường hợp xấu xảy ra và và thầy nói đó những cái dự án phải ít nhất đạt được cái giai đoạn này để có thể được ủng hộ bởi và thật Buterin thì dựa theo cái thông tin đến từ l đây là danh sách đầy đủ các mạng lưới tuyên bố là họ đã đạt được giai đoạn 1. Chúng ta có Arbitrum One, Optimism, DYDX phiên bản 3 và ZK Sync Lite. Thì các bạn thấy được là mọi người nói là ok và thầy nói sao cũng được. Nhưng mà <laughs> đừng bán Ethereum nữa. Tại vì các bạn thấy được là cả tháng qua và thay là cứ bán Ethereum. Và đương nhiên có nhiều tin đồn là tại vì và thật có bạn gái mới cho nên hơi tiêu hao tiền bạc chút. <laughs> Nhưng mà các bạn cũng thấy là bà thay là cũng đã chia sẻ bên dưới đó là gần đây bán Ethereum cho một cái nhóm phòng vệ sinh học mà và Tha lịch đang tại chợ và đợt bán ETF vào ngày 1 tháng 9 mới đây là lần cuối cùng cho cái sự kiện này có nghĩa là trong thời gian tới đó không có cái lịch trình bán y ETF nào đến từ và Tha lịch chứ không phải là vì bạn gái đâu các bạn <laughs> ít nhất đó là sự chia sẻ đến từ và Tha lịch và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình của Bitcoin ETF như thế nào các bạn một ngày trước khi mà có thông báo từ Fed thì các bạn nhìn thấy hôm nay đã cũng là một ngày có dòng tiền dương và chúng ta có dòng tiền dương là 186.8 triệu chúng ta cũng đã có thông tin là BlackRock không có đồng tỉnh ngày hôm nay là không đô la các bạn nhưng mà các bạn cũng thấy là không ai bán ngày hôm nay và chúng ta có rất nhiều quỹ lại tiếp tục thu gom các bạn 4 ngày liên tục có dòng tiền dương rồi chúng ta cũng thấy được là phần lớn đó là dòng tiền dương cho dù chúng ta có những cái chuỗi ngày như là các bạn cũng đã mới trải qua đã 8 ngày liên tục dòng tiền âm nhưng mà khi các bạn zoom ra đó thì uh, trong cái thời gian từ đầu năm tới bây giờ dòng tiền dương cực kỳ nhiều các bạn có những lúc dòng tiền rời khỏi nhưng mà không phải nhiều so với dòng tiền vào đâu chúng ta vẫn có dòng tiền dương từ khi bắt đầu và rất là nhiều luôn và chúng ta nhìn thấy được là dòng tiền dương đã trở lại trong 4 ngày qua đối với lại Bitcoin ETF. Còn về Ether Spot ETF thì sao các bạn? Ngày hôm nay đó thì tất cả đều không có đồng tình, BlackRock cũng như vậy. Và chúng ta nhìn thấy được là có một lực bán không phải nhiều các bạn đến từ Rayscale và chúng ta cũng thấy được là Rayscale Mini đó thì lại mua vào 2 ,8 triệu 8. Nói chung chúng ta có cái dòng tiền âm 15.1 triệu. Đối với Ether đó thì chúng ta không thấy dấu hiệu hoảng loạn bán hay gì hết và chúng ta cũng thấy là dòng tiền ra đến từ Rayscale cũng không phải đáng kể cái mà quan trọng hơn là chúng ta vẫn không thấy sự hứng thú đến từ War để mà tích lũy Ethereum chỉ có vài ngày đầu tiên thôi các bạn nhưng mà sau đó thì chúng ta lại thấy phần lớn các ngày là không đô la cho nhiều quỹ có nghĩa là chúng ta vẫn thấy cái sự tập trung vẫn là tập trung vào Bitcoin hiện bây giờ Ether tính bây giờ không thành công để thu hút được dòng tiền đến từ phố Wall và chỉ khi nào chúng ta thấy Ethereum nó bắt đầu có sức hút đối với war, thì họ sẽ bắt đầu nói đến những cái quỹ ETF khác nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.